Nói kêu trước là mày đã thấp rồi, giờ mày cưới thêm vợ thấp nữa là cũng không được. Làm ăn sao, mày con là cái kiểu sao. Rồi nữa là nó đã có con rồi, chồng rồi, nhảy thì về nuôi con nuôi cái tội với mày. Mình thương yêu thì mình đến thôi. Còn ông bà nói thì đúng, ông bà thương mình nói vậy. Riết rồi mình kiểu như mình phấn đấu dữ quá là ông cuối cùng cũng chịu luôn. Ông siêu luôn, dạ. Ông xui theo dạ. Em luôn. Do là mẹ với mấy đứa em nhà với mấy gì với cậu nhà. Nói kêu thôi giờ nó thương nữa, nó thương nhau thì để nó đến cho giờ. Mình có ngăn cản không, cản được. Không được. Đông thì sao? Thì mới đầu gia đình không chịu, em cũng biết trước chứ. Thì anh nói là quan trọng là mình thôi, sợ em ngại thôi chứ anh không bao giờ anh ngại. Lúc đó thì anh về anh nói với gia đình là đòi cưới đó. Thì lúc đó gia đình không chịu. Em biết gia đình anh không chịu? Lúc đó em không biết, một thời gian sau em mới biết. Lúc quen nhau là anh cứ quen giấu em. Sau này thì em có bầu thì anh về nói với gia đình cưới lần thứ hai. Thì gia đình cũng không chịu luôn. Chào anh Quốc Thần, chào tất cả khán giả của trường quay Giờ Trường Son. Em là Trọng Nguyên, sinh năm 1990, hiện tại bây giờ là 31 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Bình Định. Công việc hiện tại của em là vận động viên. Vận động viên? Vận động viên về môn gì? Dạ em vận động viên về môn điền kinh. À, hiểu hả? Dạ, điền kinh là chuyên về bên lao tà đĩa. Gì? Lao tà đĩa. Lao? Phóng lao ạ. Phóng lao? Phóng lao, đại tài với ném đĩa. Trời ơi! Em đi thi á, là em đi thi là cấp tỉnh, cấp thành phố hay là như thế nào? Hay là cấp quốc gia? Dạ em là hiện đang là đội tuyển quốc gia. Đội tuyển quốc gia luôn hả? Đội tuyển quốc gia. Tức là em đã đi thi quốc tế bao nhiêu lần chưa? Dạ nhiều lần. Chị cũng cảm giác vậy đó. Hiện tại là đang trong top những đồng viên của Paralympic của Việt Nam. Top 5 vận động viên. Top 5 luôn. Dạ. Chứ là mình đi thi là mình đã mang được bao nhiêu huy chương về rồi nè. Kể luôn, mình phải kể thành đúng rồi. Bây giờ năm 2017 là em đạt được 2 chương vàng Đông Nam Á. 2 huy chương vàng Đông Nam Á. Trời đất ơi, giỏi quá vậy. 2019 thì em được 2018 thì em được 2 huy chương đồng châu Á. Ừ, cũng dữ luôn. Rồi bây giờ mời em. Con em là Hoàng Thị Đông. Em lớn hơn ông xã em 4 tuổi, năm nay em 35 tuổi. Nghề nghiệp của em là kế toán, nhưng mà hiện tại thì em làm nội trợ cho mấy đứa nhỏ. Không có 2 đứa rồi. Ủa, đứa rồi hả? Trời ơi, xin lỗi quá vậy. Tại vậy ta? Ở trai gái vậy? Đứa gái, đứa trai. Là các cháu mấy tuổi rồi cưng? Đứa gái 7 tuổi, còn đứa trai thì 19 tháng. Giỏi giang vậy trời. Em như vậy á, là khi mà sanh á, mình có bị khó khăn không? Rồi nuôi con cũng cực không cưng? Em thân mổ, 2 đứa em đều mổ. Còn cái cực là lúc mang bầu á, đi đứng khó khăn, phải mình mà nhỏ. Em bé sanh ra là được mấy ký? Bé đầu 2,5 ký, bé sau 2,3 ký. Đứa nào cũng nhỏ thôi. Rồi giờ hai chồng ở đâu nè? Dạ, vợ chồng em hiện tại đang ở dưới Củ Chi. Hai vợ chồng lần đầu tiên gặp nhau á là ở đâu? Và có ấn tượng gì về nhau không nè? Lần đầu tiên hai vợ chồng gặp nhau là làm chung công ty dưới Củ Chi á. Hai vợ chồng gặp nhau rồi quen nhau. Rồi quen nhau. Nhưng mà có ấn tượng gì về cô ấy không? Lần đầu tiên thấy vô là kiểu mình thấy người giống mình á. Kỳ kỳ. Tới đâu nè? Hết chuyện em thì sao? Lần đầu tiên em gặp ảnh thì em có ấn tượng như ảnh không? Lần đầu tiên gặp ổng thì em thấy ổng hài hước, cứ gặp ổng là thấy mắc cười. Còn mặt nguyên vui bộ vậy. Cho nên là em tự nhiên lúc em chưa có cảm tình đâu. Cái thời gian cái ổng tỏ tình cứ mấy tháng em mới chấp nhận á. Tại vì em cảm thấy mình có khiếm khuyết, em không có dám. Lúc mà mới tỏ tình á thì em cũng có nói. Thứ nhất là tuổi tác, thứ hai là tại vì đứa bé đầu là con riêng của em, thành ra nó có trở ngại, em không có dám tiến tới. Ảnh đeo đuổi kiên trì không? Cũng nhiệt tình lắm chị. Nhiệt tình lắm. Nhưng mà ban đầu gặp em biết tuổi tác là phải xưng hô và phải kêu bằng chị chứ đúng, đúng không? Đúng rồi. Gọi là chị Đông đó hả? Chị vô công ty kìa chị Đông. Vậy hả? Chị Đông em yêu chị đó hả? Hai đứa yêu nhau vậy là gia đình có ngăn cản gì không? Dạ trước thì ông nhà ngăn cản. Ông nói kêu trước là mày đã thấp rồi, giờ mày cưới thêm vợ thấp nữa là cũng không được. Làm ăn sao mà đẻ con là cái kiểu sao. Rồi nữa là nó đã có con rồi, chồng rồi, nhảy thì về nuôi con nuôi cái tội với mày. Mình thương yêu thì mình đến thôi. Còn ông bà nói thì đúng, ông bà thương mình nói vậy. Riết rồi mình kiểu như mình phấn đấu dữ quá là ông cuối cùng cũng chịu luôn. Ông siêu luôn, dạ. Ông xui theo dạ. Em luôn. Do là mẹ với mấy đứa em nhà với mấy gì với cậu nhà. Nói kêu thôi giờ nó thương nó thương nhau thì để nó đến cho giờ. Mình có ngăn cản đâu, cản được. Không được. Đông thì sao? Thì mới đầu gia đình không chịu, em cũng biết trước chứ. Thì anh nói là quan trọng là mình thôi, sợ em ngại thôi chứ anh không bao giờ anh ngại. Lúc đó thì anh về anh nói với gia đình là đòi cưới đó. Thì lúc đó gia đình không chịu. Em biết gia đình anh không chịu? Lúc đó em không biết, một thời gian sau em mới biết. Lúc quen nhau là anh giấu. Cứ quen giấu em. Sau này thì em có bầu thì anh về nói với gia đình cưới lần thứ hai. Thì gia đình cũng không chịu luôn.
anh nói họ hàng bà con gì đó, nói chung là kêu mấy bà dì á thuyết phục ba nói vô đó. Đúng rồi, vẫn không chịu. Lúc đó em cảm động nhất là lúc đó là anh cuốn gói đi vô vô lại Củ Chi. Em đã từng giáp mặt với ba mẹ của Nguyên không? Dạ có, là lần đó là anh đi thi ở Đà Nẵng năm 2018 chứ. Đúng rồi, 2018 đi thi đấu ở Đà Nẵng. Thi đấu Đà Nẵng thì dẫn vợ em theo, rồi ba mẹ em cũng, ba với chị ra ngoài đó ra Đà Nẵng xem thi đấu. Thì đã gặp rồi. Lúc đó là em biết là không chịu đó, chứ còn không chưa gặp là em đâu biết, thì anh giấu. Xong gặp ở Đà Nẵng em thấy khác khác, cứ kiểu như lơ lơ em á, thì cũng biết là em quen, hai đứa em quen nhau thì em nghi là không ấy rồi. Xong cái em vô em hỏi ảnh, hỏi là em thấy ba khác khác lắm, có phải là không chịu em không? Ảnh nói là không chịu luôn rồi, nhưng mà từ từ anh thuyết phục. Hay không? Thế đó em mới biết. Đến khi nào thì ba mẹ chồng em mới là mới chấp nhận em và nói chung là không có thành kiến với em? Lúc đó là em sanh cu được một tháng, là tới ngày đầy tháng chồng em gọi điện về bên nhà đó, là nói là tới ngày đầy tháng ở ngoài đó có ai vô mừng con không, mừng cháu không, thì lúc đó ông nói là tới đó tao vô tao cúng đầy tháng cho cháu rồi che mặt cháu luôn. Là tới đó vô thì ba thấy giống ông này quá, giống chồng em quá, để qua vậy đó, nói chung giống lắm. Xong cái thì dưng cái cứ nhìn hoài, cứ ẩm nhìn hoài hôn nó một cái, bắt đầu em thấy là chấp nhận rồi đó, hòa thuận rồi đó. Hòa thuận đúng không? Bây giờ em đang muốn nghịch lại một cái nè, nghịch lại những cái giai đoạn mà em tỏ tình với Đông á, nó có dễ không? Dạ dễ lắm. Rồi cái lần đầu tiên em đặt cái nụ hôn cho cô ấy có dễ không? Dạ dễ. Dạ dễ. Sao cái nụ hôn đầu tiên của em sao đâu? Em kể cho anh nghe. Lúc đó đi chơi trên Thủ Đức về. Về trong khu nghiệp Tấu Tấu thì đứng lại tỏ tình chị thôi. Nhưng mà lúc đó nói là chị ơi cho em hôn chị cái à? Hay là chuyển lại em rồi? Không, chị em thì chơi. Chuyển em rồi phải không? Đâu, cái lần đầu tiên ông tặng mình nụ hôn đó em có bất ngờ hay là ông xin phép? Không, không xin phép đâu. Lúc đó là kiểu như là cũng tỏ tình mắng máng trước rồi, nhắn tin sơ sơ rồi. Thì em cũng hiểu ý rồi. Cái đi chơi về cái thì dưng cái dừng lại kiểu giả bộ này kia đó. Xong hôn em, hôn mà hôn kiểu bất ngờ á. Cảm nhận cái nụ hôn của ảnh như thế nào em? Như em là mối tình đầu hay sao á. Em thấy ảnh chưa có kinh nghiệm. Chưa có kinh nghiệm. Vậy à? Thế còn rụt rè lắm. Dạ. Mối tình đầu à? Dạ. Tình đầu mà sâu sắc nhất. Còn trước kia em cũng quen một bé, nhưng mà kiểu như quen sơ có tầm 1 tuần 2 tuần. Không mà nó đã hồi hộp, mà nó đã gọi là run rẩy như vậy rồi. Đêm tân hôn chắc vui lắm hả? Em run không? Dạ thiệt sự tụi em không có đêm tân hôn. Vì tụi em chưa tổ chức cưới. Em thì trong thời gian em tập huấn cho nó thì không có rảnh thời gian. Thứ hai nữa là đợt dịch vừa rồi là em tính tổ chức cưới năm vừa rồi nhưng mà cũng dịch. Nhưng mà đã đăng ký kết hôn chưa? Dạ, làm giấy tờ hết rồi. Thì coi như cái đêm đầu tiên mình động phòng với nhau, nó là đêm tân hôn đó chứ. Dạ, run gần chết. Run gần chết. Run gần chết. Động nhiều ông chồng lắm, nhiều ông chồng đến trình bày vòng son á, cái đêm nó lớn ngớ lắm. Lớn ngớ rồi, cái sầu quần vậy đó. Ổng có vậy không? Mới lớn, thành ra chưa có kinh nghiệm. Cũng thấy cũng rụt rè lắm. Và chị Đông có chỉ bảo không? Em có kinh nghiệm cho nên em chỉ bảo. Đêm đó ấn tượng không? Cũng có ấn tượng nhưng mà kiểu như mình chưa có kinh nghiệm gì nên nó trải qua nhanh quá, mình không hiểu được. Em lấy nhau được mấy năm rồi? 20. 28 đúng không? Ờ như vậy 28 là 3 năm. 28 là tụi em mới đầu đăng ký kết hôn. Là thằng cu là nay được 19 19 tháng, hơn tuổi là tuổi mấy rồi? Hiện tại thì anh rất muốn biết là cuộc sống của các em nó có ổn không? Cuộc sống của em dưới nó cũng chưa ổn lắm. Tức là về mặt vật chất á, về mặt kinh tế đó. Phần con còn nhỏ, vợ phải nhà chăm. Em cho nó tập huấn làm nhà nước thì lương tháng nó ít lắm, 6 triệu mấy à. Thì em giờ phải chăm cho hai đứa nhỏ ăn học với tiền sữa, trả tiền phòng nữa. Tháng nhận 6 triệu ra không có đủ. Ủa nhưng mà Đông là em làm thư ký cho... Có, em làm thư ký nhưng mà thằng cu nó thứ nhất là nó theo ren tụi em cho nên là nó yếu, khuyết tật nữa, nó yếu, nó hay bị bệnh. Em mới nghỉ làm kế toán ở đây à, phải nó bệnh cả tháng luôn, em phải nghỉ. Công ty nào mà cho mình nghỉ nhiều vậy, xong em xin nghỉ luôn để em về em chăm con em. Giờ là một mình em là kiếm và lương thì cũng như là lương nhà nước mà lương tháng vậy. Em thì cũng làm nghề, em làm thêm, tại vì thỉnh thoảng mà em gửi được thằng cu á là em đi hát rong, em đi bán đồ hát rong với anh em. Thôi nói chung là năm vừa rồi đó không phải một mình khó khăn mà ai cũng khó khăn cả. Thì hy vọng qua năm mới thì mọi thứ nó sẽ thay đổi nha, tích cực hơn, và thậm chí là anh hy vọng là sẽ qua chương trình này sẽ có một đơn vị nào đó có thể nghe được những câu chuyện của em và thấy em phù hợp và có thể mời em cộng tác và có thể kiếm đúng thêm rồi, thu nhập đúng em. Rồi.
Rồi bây giờ đến với cái phần hấp dẫn nhất của chương trình. Đấy, tật xấu của ảnh nè. Đồng, ảnh có tật xấu gì không Đồng? Nói chung là ảnh cũng không có tật xấu gì nhiều, nhưng mà có cái là hơi gia trưởng xíu. Khó tính, cọc tính gia trưởng. Đơn giản như em thích làm đẹp, anh cũng cho nữa. Duỗi tóc, nhuộm tóc cũng không thích. Như dịp Tết đây này, đáng lẽ là em phải một năm được có một lần cho em làm đẹp thì không anh cũng khó. Đúng, vợ em làm đẹp được, duỗi tóc được, nhưng mà em không thích vợ em nhuộm tóc. Đừng có nhuộm tóc màu nó xanh, màu đỏ, một tím, màu vàng. Dạ em thích thì mình lớn rồi, có con rồi, nhuộm vậy nít bắt trước. Rồi bây giờ tới Nguyên đó, cô ấy tật xấu gì nè? Ngủ ngay lắm. Em phải chỉnh gối liên tục à. Nếu những lúc mà em ngủ mà em nghe kiểu ngay tò qua, em phải đi chỉnh gối. Mấy đứa cháu với con bé lớn á, ngủ trưa không được, mẹ ngáy quá con ngủ không được. Vậy á. Còn có gì nữa nè? Có quan tiền. Tâm không? Có quan tâm chăm sóc chồng không? Vợ em được cái chưa tới tháng lương ông ơi. Cái bệnh, cái người mà đi kiếm tiền á không cực bằng cái người chi tiêu trong gia đình. Đúng, khủng khiếp lắm. Giờ em hết dám giấu quỷ đen rồi. Trước tháng có đúng không? Dạ, trước thì có ít thôi, giờ này bị cắt đầu cắt đuôi hết. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Đi đâu hoặc làm gì đừng cứ lề mề. Em không thích, mình chờ người ta sao cũng được, nhưng mà đừng để người ta chờ. Đúng vậy, mọi người em là vậy. Vậy thôi đúng không? Dạ. Rồi Đông, muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Hai vợ chồng hòa hợp trong cách dạy con. Quan điểm hai vợ chồng nó hơi khác nhau. Tư tưởng của bé em á, nó tại vì nó lớn rồi nó biết, không phải cha nó. Thành ra là cái cách dạy của ổng em cũng sợ ảnh hưởng tới con em. Tại vì ảnh là một vận động viên mà đòi hỏi phải cứng, mà con bé thì đòi hỏi nó mềm, nhỏ nhẹ nó mới chịu, mà còn càng cứng là nó càng cương. Nó cũng khó dạy lắm. Năm nay cháu là mười mấy rồi? 7 tuổi. Cháu 7 tuổi. Ừ, tức là 7 tuổi là còn kịp nha. Dạ. Thì đây cũng là bắt đầu một cái tuổi mà nó bắt đầu chuyển biến, để bắt đầu nó hình thành, nó thành thiếu nữ. Đông nó nói đúng em, tại vì cái tâm sự của người mẹ đó, cái hoàn cảnh chị cũng tương tự như Đông đó. Thì chị nghĩ như vậy nè cưng, cái tính chất nghề nghiệp của em là vận động viên từ đó giờ là như vậy rồi. Có đôi khi mình không thể áp dụng được cái nguyên tắc đó vô trong cái cuộc sống gia đình của mình được. Dạ. Nhất là với vợ và với con của mình. Cái quan điểm của em là mình có thể chờ người ta được, nhưng không đồng ý để cho người ta chờ mình. Dạ. Thì bây giờ với gia đình đi, thì em có thể áp dụng một cái nó tương tự như vậy nhưng mà nội dung nó khác. Mình có thể không du di cho bản thân mình được, nhưng với vợ con mình có thể du di được. Riêng con bé gái á, thì cái tư tưởng của nó là đúng đó em. Bởi vì khi nó đã biết là mình không phải là cha ruột của nó, thì nó sẽ hay bị mặc cảm, nó sẽ bị tủi thân. Thì mình là mình chỉ muốn la cho nó tốt, nhưng mà với cái đầu óc của nó mới 7 tuổi, nó không thể hiểu được điều đó. Nó chỉ nghĩ là la mình có nghĩa là không thương mình. Nó sẽ ganh với đứa nhỏ, là đứa nhỏ thì có đủ cha đủ mẹ nè, đúng không, là ruột rà của nó. Còn nó sẽ bị thiếu, nó sẽ bị thế này thế nọ kia. Bắt đầu nó có những cái suy nghĩ đó em, cái sự tưởng tượng. Cho nên theo chị nha, theo chị ở nhà chị á, cái hoàn cảnh nhà chị nó cũng tương tự như em vậy đó. Chị với ảnh thỏa thuận với nhau á, là ảnh là ông bụt, còn chị là phù thủy đó. Ví dụ như giận Đông, nó có thể la con bé 7 tuổi, nó la cỡ nào đi chăng nữa thì con bé kia nó cũng nghĩ là không sao hết. Tại vì mẹ của nó đẻ ra nó thì chắc chắn là kệ, la lớn cũng không có gì, vẫn thương nó. Nó nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mình la nó là nó sẽ nghĩ vậy là cha không có thương mình rồi. Em cứ là ông bụt cho chị với cả đứa gái và đứa trai luôn. Còn những cái chuyện mà uống nắng tụi nó la nha, em để cho Đông la. Em phải làm bà phù thủy để chồng em làm ông bụt. Không, cái đó chị nói thiệt. Thì là từ từ ha nha, mấy đứa con nó sẽ thân với em hơn là thân với mẹ luôn. Nha rồi, nha Đông nha. Ủa Đông nha. Rồi, hai đứa có dự định là rồi sang năm mới là sẽ tổ chức một cái đám cưới không? Sang năm mới ví dụ dịch mà lắng xuống nhiều thì em sẽ tổ chức đám cưới. Đám cưới. Trước tiên là phải có kinh tế trước à. Anh hy vọng là sẽ được. Bây giờ vậy nè, chị không biết là chị có dự được đám cưới của hai đứa tụi em hay không. Nhưng mà đầu tiên là chị chúc hai em sẽ phải có cái đám cưới đó. Thứ hai là chị chúc hai em là sẽ có một cái gia đình cực kỳ hạnh phúc. Thứ ba là chị chúc em là những cái gì mà chị chia sẻ kinh nghiệm với em sẽ áp dụng. Cái thứ tư là bây giờ chị sẽ gửi trước một cái món quà cưới cho tụi em là 5 triệu ha, chị gửi cho tụi em. Để mà nhiều khi anh chị không có tham dự được thì cũng coi như là món quà của anh chị tặng cho tụi em. Quá tuyệt vời. Rồi chúc cho hai em nha, năm nay sẽ mong muốn tất cả những ý định của mình đều được đạt thành, và đặc biệt là anh mong chờ cái ngày cưới của hai em. Rồi.